chào mừng quý vị khán giả, các bạn học sinh đã đến với chương trình Về Trường. Ngày hôm nay thì Lan Phương cùng với Thùy Trang và Chí Thiện lại rất vui được đồng hành cùng quý vị khán giả để đến thăm một ngôi trường trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà điều đặc biệt là đây không phải là lần đầu tiên chúng ta ghé đến ngôi trường này, mà đây là lần thứ hai. Một ngôi trường nhỏ nhắn, xinh xắn và các bạn học sinh cũng rất là năng động và thông minh. Còn bây giờ hãy cùng với chúng tôi đến thăm trường trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão. Được thành lập từ năm 1997, hiện nay tên chính thức của trường là Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Phạm Ngũ Lão. Ngoài giờ học chính khóa, học sinh còn được tham gia các hoạt động ngoại khóa, kỹ năng sống, thể dục thể thao, văn nghệ nhằm phát huy tối đa năng khiếu của từng học sinh các lớp. Kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm luôn đạt từ 95 đến 100%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp cao hơn tỷ lệ chung của thành phố, đậu đại học trên 60%, đậu cao đẳng trên 90%. Nhà trường rất vui mừng khi được chào đón chương trình Về Trường trở lại lần thứ hai. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần giới thiệu khách mời. Xin mời hai bạn. Khách mời của đội Trang hôm nay là một bạn diễn viên. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ với diễn viên Quốc Trượng. Và khách mời của đội Trắng ngày hôm nay là một anh chàng rất là dễ thương và rất là hài hước, ca sĩ diễn viên Đôn Nguyễn. Xin chào mừng Đôn Nguyễn và Quốc Trượng đến với chương trình Về Trường. Xin mời hai bạn gửi lời chào đến khán giả. Đây là lần đầu tiên Quốc Trượng tham gia chương trình Về Trường. Chúc cho chương trình Về Trường thật thành công, và chương trình ngày hôm nay Quốc Trượng và anh Đôn Nguyễn tham gia cũng rất là thành công và vui vẻ. Sở hữu một vóc dáng khá lý tưởng như một người mẫu và từng đoạt giải nhất trong cuộc thi tìm kiếm diễn viên ngôi sao ngày mai 2009, diễn viên Quốc Trượng đã được các đạo diễn phim chú ý và giao cho những vai diễn với tính cách lãng tử và hình ảnh của một thiếu gia. Đến với chương trình Về Trường lần này, không biết anh có nhận được sự ưu ái từ các bạn học sinh? Cùng chào đón anh với chương trình Về Trường. Chắc chắn là cũng lâu lắm rồi bạn mới về trường đúng không? Thế thì không biết là ngày xưa bạn có kỷ niệm nào thật là đặc biệt muốn chia sẻ với khán giả không? Ngày xưa ở dưới quê á, mà dưới quê thường có nước lũ á, như mùa lũ á, thì trường diễn cớ nước đã xuống rồi mà trường vẫn diễn cớ mang dép lê. Cái mỗi lần mà cô phạt thì nói ủa nó còn nước mà cô, mà cô lại nói là lũ hết rồi và trường quy định bây giờ phải mang giày không còn mang dép nữa. Cuối cùng trường phải trừ bị trừ điểm và đứng cột cờ. Đứng cột cờ, thế là bao nhiêu lần phải đứng cột cờ rồi? Chắc nhiều quá không nhớ nữa. Một kỷ niệm rất là dễ thương và cũng gắn liền với lại miền quê của bạn đúng không? Thế còn Đôn Nguyễn thì sao, mời bạn gửi lời chào đến khán giả. Đôn Nguyễn gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Về Trường. Đôn Nguyễn là một cái tên khá quen thuộc với giới trẻ. Khi nhắc đến tên anh, người ta liên tưởng đến một anh chàng có thân hình hơi thấp bé nhưng lại để ấn tượng sâu sắc bởi những tiếng cười mà anh mang đến. Ngoài hình tượng là ca sĩ hài, anh còn xuất hiện trong một số phim truyền hình và điện ảnh đang được công chúng theo dõi. Cùng chào đón Đôn Nguyễn đến với chương trình Về Trường. Về một cái ngôi trường mà vốn không thuộc là trường của Đôn, nhưng mà nhìn các bạn học sinh mặc những bộ đồng phục, mặc những tà áo dài thì rất là nhiều kỷ niệm nó ùa về. Thì ngày xưa thì Đôn ở trong lớp ngó nhỏ con vậy thôi, chứ quậy cũng thứ dữ trong lớp á. Có một cái lần mà Đôn nhớ là bạn lớp trưởng trong lớp, bạn mét cô vì cái tội Đôn không có làm bài tập về nhà. Đôn ghét lắm, ghét con cái mà nhiều chuyện lắm. Cho nên là chiều hôm đó lén xuống cái bãi giữ xe á, xì lốp xe của bạn gái đó. Nhưng mà xui một cái là chiều nước trời cũng mưa rất là to, cho nên là bạn gái dắt bộ xe đi về mà mưa tầm tã ướt hết luôn. Thì mấy bạn trai thấy bị ướt á, cười bạn rất là nhiều thì bạn khóc. Thì tới bây giờ là mình thấy cũng thấy áy náy. Nhưng mà sau cái đó thì bạn ấy để đi ở nước ngoài rồi, cho nên là không có dịp gặp lại bạn đó nữa để mà nói một câu xin lỗi, nhưng đó là một kỷ niệm. Nhưng mà hy vọng là qua chương trình này thì bạn học của Đôn Nguyễn ngày xưa đang ở đâu đấy vô tình xem được, thì bạn hãy tha lỗi cho Đôn Nguyễn nhé, bởi vì là Đôn Nguyễn giữ mãi cái lời xin lỗi đó trong bao nhiêu năm rồi nhỉ. Và mong là bạn ấy sẽ tha lỗi, và Phương tin chắc là bạn ấy đã tha lỗi cho bạn rồi. Còn ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với vòng 1 của chương trình Về Trường. Vòng 1 mang tên Ai thông minh hơn. Năm 1077, Lý Thường Kiệt chỉ huy nhân dân ta đánh bại quân Tống trên con sông nào? A. Đó là sông Hương, B. là sông Lục Nam, C. là sông Như Nguyệt và D. là sông Lô. Dạ em chọn C, sông Như Nguyệt ạ. Dạ là câu C. Câu C là sông Như Nguyệt, em có chắc chắn chưa? Dạ chắc ạ. Rồi cả lớp thấy sao? Nào của nhà văn Vũ Trọng Phụng có nhân vật phải kiếm sống bằng đủ thứ nghề như chèo me, chèo xấu, nhặt banh ở sân quần vợt? A. số đỏ, B.
Dông Tố, C Vỡ Đê và D Trúng Số Độc Đắc. Em chọn câu A. Em chọn câu A, lý do em chọn câu A. Bữa hôm em cũng có đọc qua thử cái này rồi, nhưng mà em cũng đọc mấy cái mấy trang à, nên cũng sơ sơ. Có nghĩa là em đã từng đọc tác phẩm này rồi, nhưng mà đọc mấy cái mấy trang thôi, nên em không có chắc đó không phải là số đỏ hay không. Và để xem là số đỏ có phải đáp án chính xác hay không thì khu du lịch Vinpearland nằm trên hòn đảo nào ở Khánh Hòa? A Hòn Tầm, B Hòn Tre, C Hòn Mun và D là Hòn Một. Anh là Hòn Tre. Hòn Tre. Làm con mê đó. Ừ, chắc chưa? Anh Đăng Nguyễn biết câu này không? Không, anh không biết. Sau 30 năm bôn ba hoạt động cách mạng ở nước ngoài, Bác về nước vào mùng mấy Tết Nguyên Đán năm Tân Tỵ 1941? Mùng 1 Tết, mùng 2 Tết, mùng 3 Tết và mùng 4 Tết. Câu trả lời của em là mùng 2 Tết, câu B. Mùng 2 Tết. Ai trả lời mùng 2 Tết, câu B. Hứ hứ. Hứ hứ là tại sao em hứ hứ? Em có chắc ăn không? Sao em chắc. Sao em cắn ngón tay rồi? Thường là những người trả lời sai cắn ngón tay lắm. Mọi người có đồng ý câu B không ạ? Câu B, câu B, câu. Là KMNO4 là công thức hóa học của chất gì? Ừ, em biết không? Biết liền luôn, không cần gợi ý đó. Anh có 4 đáp án gợi ý, em có cần không? Hay là trả lời luôn? Chứ nghĩ là bạn đã biết rồi, thì để xem là bạn chọn. Cho em ơi gợi ý vậy. Đáp án A là phèn chua, đáp án B là thuốc tím, C là giấm và D là tinh bột. Vậy là C. C là giấm. Hình như là cả lớp đang chống lại em. Bạn ấy nói là đáp án C cô. Chị là A. Vậy là A là sao? Là em trả lời hay là em nghe ý kiến của các bạn? Dạ em trả lời là A. Em trả lời là A. Dạ. Ờ, để xem là các bạn chắc em có đúng không nha. Đó chính là câu hỏi cuối cùng của em là một câu hỏi rất đặc biệt đến từ chị Lan Phương. Câu hỏi của chúng ta như sau: Who was crowned Miss World on September 28th, 2013? Em có thể dịch và trả lời câu này không? Thôi, em đặt ai không? Là người đã đăng quang Hoa hậu thế giới vào ngày 28 tháng 9 năm 2013? Em biết câu trả lời không? Em nhớ cô ấy đến từ nước nào không? Philippines. Ừ, Philippines. Ừ. Nhưng mà ai cô? Vanessa. Ừ, Vanessa. Vanessa. Nào, một cũng không có gì bất ngờ nữa vì chắc chắn các bạn trả lời sai rồi đúng không? Megan Young. Megan Young. Xin chúc mừng đội trắng của chúng ta đã hoàn thành xong phần thi đầu tiên của mình và kết quả của các bạn là các bạn đã trả lời sai 3 câu và như vậy là đúng 12 câu và nhận được số điểm là 120 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Và ngay bây giờ thì Lan Phương sẽ chạy sang đội đỏ để xem là bên đó kết quả của các bạn như thế nào, thì lúc đấy mới biết được là các bạn thắng hay thua. Chờ nhá. Thắng chắc rồi. Và thì bây giờ sẽ là câu hỏi dành cho bạn do chị Lan Phương mang đến. Chào các bạn. Lại gặp lại các bạn ở câu hỏi cuối cùng rồi. Và đội trắng thì Lan Phương đã biết kết quả rồi. Và bây giờ hy vọng là đội đỏ của các bạn sẽ lập được kỳ tích. Quốc gia nào có tuyến cáp treo dài nhất so với tất cả các loại hình cáp treo hiện có trên thế giới? A Việt Nam, B Đức, C Thụy Sĩ và D là Singapore. Em đã suy nghĩ kỹ và em sẽ chọn là Thụy Sĩ. Em có biết là ở Việt Nam mình có những cáp treo ở đâu không? Bà Na. Em tuyên bố một cách hùng hồn một lần nữa đáp án mà em chọn. Thôi chị, em chọn là Việt Nam. Xin chúc mừng đội đỏ của chúng ta đã hoàn thành xong phần thi của mình. Và rất may cho các bạn là câu hỏi cuối cùng do Lan Phương mang vào thì các bạn trả lời đúng. Và như vậy các bạn chỉ trả lời sai có 3 câu thôi và nhận được số điểm là 120 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Thắng cũng chỉ sai có 3 câu thôi. Và như vậy ở vòng thi thứ nhất này, hai đội của chúng ta hòa nhau với tỷ số 120 điểm. Đến vòng 2 của chương trình Về Trường, vòng 2 cũng hứa hẹn vô cùng hấp dẫn này, đầy những yếu tố bất ngờ này và cả những màn trình diễn tài năng vô cùng đặc sắc nữa. Hãy cùng chúng tôi đến với vòng 2 mang tên Bạn Chọn Ai?
ngày hôm nay đội trắng rất là vui vẻ, cũng có Chí Thiện và Đôn Nguyễn sẽ đã đến lớp 12A3 của chúng ta và sẽ tìm một học sinh tài năng hoặc nhiều học sinh tài năng. Em tên gì? Em tên Nguyễn Anh Thái, học sinh của lớp 12A3. Dạ. Bây giờ anh cho anh hỏi là em có một sở thích nào đặc biệt không? Bánh thung, bánh bi rất là nhiều. Nhưng hiện tại thì em đam mê nhất là nhảy hiện đại. Nhảy hiện đại đúng không? Bây giờ hỏi ngày lời nha. Em có thích ai trong lớp này không? Ý anh hỏi là bạn nam hay bạn nữ? Nhức đầu quá. Bây giờ em muốn trả lời nam hay nữ cũng được. Cũng được đấy, đúng rồi đó. Anh chấp nhận hết á. Thiệt, anh nói thiệt mà. Vâng. 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 À, bạn đó tên Vâng. Vâng. Em tên là gì? Dạ em tên là Tuyết Vân. Trời Tuyết ơi. Vân. Học mấy năm, học mấy năm với bạn rồi? Dạ 2 năm. 2 năm rồi, có bao giờ bạn nói là bạn thích em không? Dạ không. Còn bây giờ nếu bạn nói rồi thì em tính sao? Dạ đồng ý luôn. Trời ơi, hồi xưa phải chi tôi được như vậy thì tôi khỏe biết mấy. Tôi nói với ai cũng không ai đồng ý hết trơn á. Và bây giờ là cái tiểu phẩm của chúng ta sẽ bắt đầu. Em cứ ngồi đây, coi như đây là một cái công viên của em đi. Rồi. Buổi hẹn rất là quan trọng. Bạn ấy đã sửa soạn đầu tóc, mặt mũi rất là đẹp. Tôi đang khéo chưa? Nói chưa? Bạn ấy chuẩn bị rất là đẹp, mặc một cái váy rất là xinh. Một tiếng trôi qua rồi đó. Thêm 2 tiếng rồi đó. Lâu quá. Rồi, anh ta đến từ xa kìa. Người yêu rất là nhí nhảnh. Ủa Tuyền, anh xin lỗi, nãy giờ trễ 2 tiếng đồng hồ mà điện thoại anh hết pin. Anh đâu bây giờ mới đến? Em không tin anh được. Tại vì điện thoại anh hết pin. Thôi đừng có giận anh nữa nha. Bây giờ mình đi ăn ha. Đây là lần thứ 3 anh nói dối em rồi. Đâu có lần nào nói dối em đâu. Được chứ, anh cũng nói như vậy đó mà. Anh cũng nói anh chở gia đình anh đi nữa mà. Đúng rồi, lần trước là sự thiệt. Lần trước là anh chở mẹ anh đi bơi. Còn lần này anh chở bà ngoại đi tắm biển. Thôi em đừng có giận, em cười là em vui đúng không? Nếu mà vui thì đi ăn với anh nha. Quề ha, mình xí xóa ha. Cho anh hung cái đi không? Không được. Cho anh hung cái đi. Không được. Vì sao em mới tha thứ cho anh? Không thể tha thứ được. Không thể tha thứ luôn. Không thể. Chứ em muốn làm sao? Chẳng lẽ chuyện tình của mình kết thúc một cách vô lý gì sao? Vì cái chuyện anh lại trễ chút xíu vậy thôi, đúng không? Tha thứ cho anh nha. Tha thứ đi để anh còn qua chương trình về trường nghe em. Ha. Rồi tha thứ. Em hay Phương Thùy, em đúng có rồi. Thể hát được, diễn được, diễn xuất hát được rồi, múa được, diễn xuất được. Bây giờ cái nào mà em thích nhất? Nãy giờ mình có hát rồi. Trước khi em nói nè, em nói anh bao nhiêu lần rồi, cứ lùn một cái ban cái mỏng này với cả anh thì làm sao mà hợp. Còn anh kia nó cao quá mà anh đứng như lọ, anh đứng kế hát buồn lắm. Vậy đứng xa nhau vậy thì nhìn mới đẹp, đúng không? Anh đời luôn. Cảm ơn em, cái phần diễn xuất của em rất tuyệt, là anh làm anh Đông Nguyễn đơ luôn. Cảm ơn em rất nhiều. Rồi mùa hè sáng đôi chân như không muốn đi, đôi tay thon như không muốn buồn. Quanh tôi có biết bao bạn bè, miền Trung quê tôi bốn mùa hối hả. Go hang and saw me out and think that I was so. Xin chào mừng quý vị khán giả, các bạn học sinh và hai đội chơi đã đến với vòng 2 của chương trình Về Trường. Vòng 2 mang tên Bạn Chọn Ai. Và ở cái vòng này thì lúc nào chúng ta cũng rất là háo hức muốn được xem là ứng cử viên tài năng nhất mà các bạn đã chọn ra ở trong ngôi trường mà chúng ta đến thăm là ai và tài năng của các bạn ấy như thế nào. Và ngay bây giờ thì Lan Phương cũng như là các bạn học sinh ở đây rất là muốn được nghe chia sẻ từ hai đội chơi. Xin mời đội trắng. Điều mà làm cho đội trắng cảm thấy tự tin chiến thắng đó là chưa phải làm gì hết mà bạn ấy đã có đủ tự tin là sẽ chiến thắng rồi. Có nghĩa là cái tự tin nó xuất phát từ bên trong ra, nó tự động nó toát ra á? Dạ đúng rồi, không làm gì hết mà nó tự tin, là bạn ấy rất là tự tin. Và một điều nữa là bạn gái này có một vẻ đẹp rất là xinh. Rất là xinh. Thế nhưng mà cuộc thi của chúng ta không phải là đi ra rồi đứng im để cho các bạn ấy ngắm mà không nói, không làm gì hết, chỉ nhìn xinh thôi thì chắc là chưa đủ đâu bạn ạ. Thật ra bạn ấy có rất là nhiều tài năng. Khi mà lúc mà Thiện với anh Đoan Nguyễn phỏng vấn thì bạn ấy diễn xuất là nói rất là nhiều, và khi bạn ấy hát thì cũng rất là hay. Chắc chắn ngày hôm nay cô gái của chúng tôi sẽ tạo được thiện cảm với lại năm bố viện Phạm.
Vậy là đội trắng ngoài cái việc tự tin và tài năng rồi, còn tự tin vào là cái thiện cảm mà bạn ấy sẽ mang đến cho khán giả ở đây. Thế còn đội đỏ của chúng ta thì sao ạ? Khó khăn nhất ở trong phần thi tìm kiếm học sinh tài năng này á, là tất cả các bạn đa số đều theo phong trào ca hát là chủ yếu. Bạn nào cũng ca hát, chính vì thế mà đây là thế mạnh của các bạn. Và mình khó khăn nhất là phải chọn ra xem là bạn nào hát hay nhất. Bạn mà khiến Trường và Trang quyết định chọn á, là bạn đó được sự đồng tình của cả lớp. Và Trang nghĩ là sự đồng tình của cả lớp thì sẽ kéo theo sự đồng tình của tất cả các bạn ngồi ở đây là một điều hiển nhiên thôi. À, vậy là đội đỏ cũng vô cùng tự tin cả về tài năng của bạn ấy cũng như là cả sự thiện cảm mà bạn ấy có thể mang lại. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ với hai ứng cử viên tài năng của hai đội. Xin mời hai đội giới thiệu. Ứng cử viên tài năng của đội trắng là một thành viên đến từ lớp 12A3, bạn Phương Huê. Và bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ với ứng cử viên tài năng của đội đỏ. Tài năng của đội đỏ đó chính là bạn Như Thịnh đến từ lớp 12A5. Xin mời bạn Như Thịnh. Em tên là Linh Như Thịnh, học sinh lớp 12A5. Sở thích của em là được ca hát và ước mơ sau này trở thành một quản lý khách sạn. Ước mơ của em là quản lý khách sạn. Thế còn chúng ta hãy cùng lắng nghe từ bạn Phương Thùy. Ước mơ của em là gì? Ước mơ của em sau này là trở thành một nhà kinh doanh và là một nghệ sĩ để đem tài năng của mình đến với những vị khán giả yêu thích mình. Ngày hôm nay thì mỗi bạn sẽ thể hiện solo một ca khúc và sau đó hai bạn sẽ cùng phối hợp hát với nhau trong một ca khúc thứ ba. Và ngay bây giờ chúng ta hãy đến với phần biểu diễn tài năng của hai bạn. Đời vẫn có lúc buồn mơ, nên yêu thương sẽ xóa bao buồn phiền. Đầu tư sẽ qua đi, khi cuộc đời không sẽ trả hận thù. Nụ cười sẽ rạng rỡ trên môi mỗi người, lời người luôn hạnh phúc. Dù kia tên hát hà bình, chìm trong cuộc sống. Tôi vẫn nát cho mưa lại, tôi vẫn nát cho tình yêu cứ dừng chân. Và tôi sẽ hát, hát, hát với bạn người như từng khát khao. Hát cho niềm tin ngày mai, hát bạn nơi cuộc sống không còn vô nghĩa. Hát, hát với bạn người như từng khát khao. Hát cho niềm tin ngày mai, hát bạn nơi cuộc sống không còn vô nghĩa. Từng ngày nào mây nồng ngàn từng cơn ca dao, từng ngày làn vẽ giống với kỷ niệm ngọt ngào. Ngày vui sẽ là mong phai, mai về nhìn lại cuộc đời vui ghê, về nhìn lại yêu đương vẫn thế. Giữa cơn đau nặng nề khốn khó lệ thế. Oh, oh. Thời gian qua đi, buồn bề nhiều lần suy nghĩ. Đời ngọt ngào thì đôi khi, tình yêu nơi đâu, vội vàng tìm hoài không thấu. Thôi, giờ làm chi, giờ lại đi. Bao nhiêu năm rồi, làm gì và được gì? Ngày tháng sao vội đi, đôi khi không như ý. Trôi qua bao nhiêu năm nữa, có lẽ bao nhiêu. Để cho vừa bao nhiêu cho vừa từng ngày và từng giờ, cành lá sao lần niềm nhưng thôi không mong nhớ. Cho ta bao nhiêu năm nữa, có lẽ bao nhiêu đây thôi. Cho ta nhìn thời gian trôi. Xin chúc mừng phần biểu diễn của cả hai bạn. Và chắc chắn là chúng ta đều đồng ý là sự phối hợp của hai bạn rất là tốt, rất là ngọt ngào và khiến cho bài hát nó mang như một cái màu sắc mới. Một cái giọng hát rất khỏe này, rất là cao. Và một cái bè của em cũng rất là tốt. Cộng với lại phần hát cũng rất là trữ tình, rất là ngọt ngào của bạn Nam. Chắc chắn là chúng ta đều phải công nhận rằng hai bạn của chúng ta rất là tài năng, đúng không nào? À, em bao nhiêu tuổi?
À, dạ, em được 18 tuổi. Thịnh bao nhiêu tuổi? Dạ, 17 tuổi. 17 tuổi. Khi mà thấy hát cùng với lại bạn Thịnh thì chị đôi khi chị có cảm giác như là hình như là Thùy là chị của Thịnh thì phải. Khi mà tụi em tập hát bài này á, thì tụi em nghĩ là trong cái bài hát phải cần có sự nâng đỡ. Tụi em không phải hát để đối đầu nhau, để tranh giành nhau là ai là người chiến thắng. Mà tụi em chỉ mong rằng sau cái chương trình Về Trường này thì cái tình đoàn kết của cả trường cũng như là của em và của Thịnh, của tất cả các bạn ở đây càng ngày càng gắn bó hơn, có sự dìu dắt nhau, có sự nâng đỡ nhau trong cuộc sống và trong học tập. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần bình chọn của ban giám khảo. Chị Lam Hương sẽ đếm từ 1 đến 3 và các bạn sẽ giơ quạt. 1, 2, 3, xin mời các bạn giơ quạt. 1, 2, 3, 4, 5. Từng ngày lần đế giống với kỷ niệm ngọt ngào. 6, 7, 8, 9, 10. Và tôi sẽ hát, hát, hát với bao nhiêu yêu thương rất cao. 11, 12, 13, 14, 15. Em thích bạn Thịnh hơn. À, em thích phần trình diễn của bạn Thùy hơn. 18, 19, 20. Xin hỏi Đan Nguyễn là bạn vừa đếm được bao nhiêu quạt? Đếm được 20. 20 quạt, đó là 20 quạt màu... màu trắng. 20 quạt màu trắng có nghĩa là số quạt màu đỏ là 31 chiếc quạt màu đỏ. Xin chúc mừng bạn Như Thịnh và đội đỏ đã chiến thắng ở vòng 2 này. Và như vậy là ở vòng 2 của chương trình Về Trường thì sự chiến thắng của bạn Như Thịnh đã mang lại 75 điểm cho đội đỏ. Còn đội trắng nhận được 50 điểm. Xin chúc mừng cả hai đội. Quý vị khán giả thân mến, ngay sau đây chúng ta sẽ đến với vòng 3 của chương trình Về Trường. Một vòng 3 hứa hẹn đầy kịch tính và đầy gây cấn với sôi động mang tên Ai Đang Đậu Hơ. Chào mừng quý vị khán giả, các bạn học sinh và hai đội chơi đã đến với vòng 3 của chương trình Về Trường. Vòng 3 mang tên Ai Năng Động Hơn. Ngày hôm nay thì trò chơi của chúng ta rất là thú vị. Lần đầu tiên trong chương trình Về Trường, hai đội chơi sẽ không phải tốn một giọt mồ hôi. Thường thì Về Trường á, lúc nào cũng phải lấy mồ hôi và nước mắt của chúng tôi. Nhưng mà tại sao hôm nay lại không lấy? Lấy đi, tại vì thường á, mấy cái vụ mà nó nhẹ nhàng hơn, thường nó nguy hiểm hơn. Nhiều khi tại sao các bạn không hỏi tôi là đây có phải là trò chơi là thi xem ai ngủ nhanh hơn không? Ngủ hả? Được á, nếu thì gì được. Nhẹ nhàng, đạt giải nhất luôn á. Còn Trang, bạn đoán được trò chơi này là gì không? Không dám đoán, vì thực sự là vòng thi nào, vòng thi vòng 3 về nào thể thao là đừng nói với Trang. Trang giỏi lắm, Trang chơi môn nào cũng giỏi hết trơn á. Chị thì em thấy này đấy. Là bên ngoài tất cả những khả năng và cũng như là cái năng lực của các bạn ở ngày hôm nay sẽ không tính. Tất cả chúng ta sẽ tươi mới hoàn toàn, khởi đầu một sự hoàn toàn tươi mới với một trò chơi. Phải sử dụng bộ não của mình khá nhiều, cũng như là cơ thể. Chúng ta sẽ có, Phương sẽ dành cho các bạn 1 phút để cùng bàn luận chiến lược và chúng ta sẽ bước vào trò chơi của mình. Và bây giờ 3 phút dành cho đội đỏ, bắt đầu! Nhảy, nhảy, nhảy. Rồi, xong, rồi, rồi. Lên núi. Người nhà hả? Chiếc xe. Đúng rồi. Lên, 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 lên. Chúc mừng. Không, 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 không làm khẩu hình của cái từ đấy nhá. Kéo, 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 kéo. Kéo kéo lên em. Không mình quá, nãy giờ là toàn các bạn học sinh làm được, chứ khách mời của chúng ta chưa làm được không nhá. Dạ. Hoàn tí. Rồi, chính xác. Cắt tóc. Nghe cắt tóc. Rồi, chính xác gì đấy. Chính xác. Nãy giờ là các bạn học sinh giúp các bạn ghi điểm nhiều đấy nhá. Hip hop, chạy hip hop, nhảy hip hop. Rồi, chính xác. Cái gì? Trời ơi! Chánh đi! Chết xét! Ê! Kêu cầm liền! Cái từ khó quá! Chính xác! Lên lên! Hay quá! Muốn lên! Muốn lên! À! 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 Không, không nói cái gì? Cái gì? Cái gì? Cây ruộng! Cây ruộng! Vận động viên bơi rồi! Yeah! 10 giây cuối cùng. 10 9 8 Noel 7 6
với phần thi của đội trắng. Vậy thì 3 phút dành cho đội trắng bắt đầu. Các bạn phải tập trung vào cái tay. Bò, bò uống nước. Bò tu nước. Cố gắng. Cảnh sát giao thông. Đâu ăn? Đâu ăn? Đâu ăn? Đâu bếp? Đâu bếp? Đâu bếp? Đâu bếp? Quá giỏi. Chào giờ bố. Thủy thủ hả? Thủy thủ hả? Đưa đò. Vinh đạt đâu rồi? Trời từ khó như quỷ vậy á. Xiết. Phun lửa. Phun lửa. Mó lửa. Đầu bự. Hai từ. Ba chữ. Rồi đỡ người, đỡ người nhanh nhanh. Quay vòng vòng. Bỏ luôn, bỏ luôn, bỏ luôn. Hay hay. Siêu nhân. Rồi vậy đó. Người Mão. 6 5 4. Hả? Thử điện, thử điện. Chúc mừng cả hai đội của chúng ta đã hoàn thành xong phần thi của mình. Và bây giờ là quyết định cuối cùng từ ban tổ chức dành cho các bạn. Đầu tiên là đội đỏ. Các bạn đã bốc 12 câu và trả lời đúng hết 12 câu. Thế nhưng trong đó có một câu được nhắc, cho nên là chúng tôi buộc phải trừ điểm của bạn. Và các bạn trả lời đúng 11 câu, đó là số điểm của các bạn. Đội trắng của chúng ta thì bốc được 13 lần, trả lời đúng được 11 câu, sai 2 câu. Nhưng trong đó cũng có một câu được nhắc. Và như vậy là điểm cuối cùng của đội trắng là 10. Xin chúc mừng cả hai đội. Như vậy là trong vòng thi thứ 3 này thì đội đỏ là đội thắng cuộc và nhận được điểm số của chương trình là 75. Và đội trắng nhận được 50 điểm. Xin chúc mừng cả hai đội. Quý vị khán giả và các bạn học sinh thân mến, như vậy là ba vòng thi của chúng ta đã kết thúc rồi. Và điểm số của hai đội như sau. Đội trắng nhận được số điểm là 220 điểm. Còn đội đỏ nhận được số điểm là 270 điểm. Xin chúc mừng đội đỏ. Còn bây giờ thì Lan Phương xin mời lên sân khấu thầy Nguyễn Văn Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Phạm Ngũ Lão. Thầy sẽ trao huy hiệu chiến thắng dành cho đội đỏ. Đội đỏ là đội chiến thắng ngày hôm nay với số điểm là 270 điểm, tương ứng với số tiền là 2.700.000. Và đội chiến thắng sẽ gửi lại số tiền này vào quỹ khuyến học của nhà trường. Quý vị khán giả thân mến, như vậy là ba vòng thi của chúng ta đã kết thúc. Và chắc chắn là chúng ta đã có rất là nhiều niềm vui cũng như tiếng cười, cũng như là quãng thời gian thật là đẹp ôn lại kỷ niệm thời đi học. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Lan Phương xin gửi lời chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở chương trình tuần sau. Và hãy nhớ là tiếp tục cùng chúng tôi. Thank you.